Chào tất cả mọi người nhá. Chào anh em. Đây này, hôm nay trời mưa cực kỳ to luôn với Tây Bắc của bọn mình nhá. Trời mưa hai hôm nay rồi. Đây, lũ về đây. Rất là ghê sợ luôn. Đây này, cho anh em xem này. Lũ về này. Dưới kia còn bắt quỷ kìa. Đó. Sợ không? Cái này mà chỉ cần rơi vào chỗ kia một phát là đi luôn kìa. Xem bên trên kìa. Đợt trước là quả trước là rất là bé thôi anh em có thể xem. Đợt trước mình cũng quay đoạn này rồi. Một đoạn đợt trước. Nhưng mà hình như là chưa được một phần cái này. Mình đang đứng ở trên cầu mà thấy run run ấy. Hiện tại thì ruộng bên kia thì cũng đang bị ngập rồi kìa. Đó, anh em có thể nhìn thấy kìa, bên kia, ruộng ngoài kia. Đang ngập. Bàn ngàn là nước luôn. Mình đang rất là run, đứng trên cầu. Không biết là cầu sẽ trôi lúc nào. Đi ra góc bên này, quay từ này, từ bên này sang cho anh em xem. Vậy xem dưới cầu nó ghê không. Bên dưới này mình nghĩ nó sẽ mạnh hơn. Bên dưới này mình sẽ mạnh hơn. Đó, anh em nhìn thấy không? Đó. Nó gần ngập rồi, ngập chân cầu rồi. Rất là nhiều. Cày cuối đủ thứ nó trôi dạt rất nhiều luôn. Ui dồi ôi, ghê phết. Đang dừng liền à. Rất nhiều nước nó dồn về nha. Từ những cái khe nó bé tí rồi anh em ạ. Nó dồn về hết rất là nhiều. Bên kia có người xúc cá kìa. Đó, đang xúc cá ở ngoài kia. Không sợ trời, không sợ đất, lao vào xúc cá mầm. Rồi, và quý nữa các kiểu nó không lấy hết. Ruộng thì đang bị ngập dưới chân một thửa rồi. Rất là ghê đây anh em ạ. Những năm trước thì lũ nhiều hơn. Có một năm thì nó lũ nó còn là 1 mét nữa nó ngập đến là đến cái cầu này luôn. 1 mét nữa là ngập đến trên cầu này luôn. Cầu gần trôi đi kìa mà. Vẫn còn đang mưa này anh em ạ. Chứ không phải là không mưa đâu. Đang đợi lấy củi nhưng mà củi hầu như là không ra bên này. Nó chỉ trôi ở giữa sông thế này thôi. Còn là không ít khi thủy nó trôi qua những cái bờ như thế này. Ui sổ rồi. Nhiều rác nhiều quý chưa. Kiểu này mà thủy điện các kiểu thì mình nghĩ là nó phải xả lũ mầm, không thì mẹ ngập hết. Tí nữa là vỡ đập thủy điện thì có mà đi hết cả lũ. Như ở Lào hay gì ấy. Mẹ vỡ thủy điện đi vào nhiều ấy. Anh em có xem mấy cái clip ấy không? Nhìn nó ghê lắm. Nhà cao tầng nó bay hết. Đây là đầu nguồn nhá. Đây là cái suối này. Hiện tại là cái suối này rất là bé rồi. Suối nó không to đâu. Suối nó rất bé rồi. Cái suối mà mình hay đi bắt cá, cá chép ấy. Đây là cái suối Nậm Pồ nha anh em nha. Huyện Nậm Pồ, suối Nậm Pồ luôn. Giờ mình đang đứng ở chỗ mà nó ghê nhất. Cái khu này. Anh em có thể thấy này. Trời ơi.
Đây nhà mọi người thấy đây, bây giờ bắt đầu tập trung nhiều người ra rồi đây. Tập trung rất là nhiều người tới đây để xem lũ. Đi xúc cá nhưng mà bây giờ vẫn chưa có cá. Đây anh em cứ bảo là bọn mình bắt cá là nó sẽ tuyệt chủng. Bao giờ nó lú như thế này anh em thử nghĩ xem cá nó có sống được ở đây không. Tỷ lệ cá sống ở đây cũng rất là ít rồi. Không có chuyện thả vào đâu nha. Cái này mà thả thì cá nó làm đi đi đâu. Bây giờ cá đi đâu. Ở trước mình có cái video bắt cá đây. Mọi người cứ bảo là thả cá, cá linh tinh thứ đấy. Không phải đâu. Đây này anh em nhìn này, lú như thế này thì thả vào thì để nó sống như thế nào, thả bao nhiêu cho nó đủ, thả bao nhiêu cho nó đầy cái suối này. Mọi thứ nó chỉ là phát triển thôi, nó tự phát triển ở suối. Còn thứ hai nữa là cá nó từ ao nó ra, đấy là cá ao mình nuôi, thế là nó sống ra, sống ra, nó sống ra đi vào suối thì nó mới bắt đầu phát triển, thế thôi. Nó ở suối thì nó cơ hội nó phát triển nhiều hơn đấy. Thì cá càng ngày nó càng nhiều ra, nó nhân đôi lên. Mùa lũ thế này nó vẫn chết đi. Đó, chết đi thì có những nơi nó vẫn chui vào những cái khe suối hay là những cái chỗ nào nước nó không chảy xiết như chỗ này này. Đấy, nước không chảy xiết thì nó bắt đầu nó tập trung vào đây để nó trú thân, để nó trốn thoát. Chứ nó ra giữa dòng thế này nó chỉ có chết thôi. Bởi vì suối nó rất là bé nha. Bây giờ nước ngập thế này thì chắc chắn là cá nó sẽ không bò ra dưới này làm gì cả. Nó phải bắt buộc nó phải ra như trôi thế này đấy. Nói thế anh em bảo nói thừa, ai em chả biết đúng không. À, hiện tại là cái bên này có một cái khe nữa này, khe suối ở bên này, khe suối ở bên này, đi từ bên này về. Ruộng thì cũng đang ngập lên rồi, ngập lên cũng khá cao rồi. Đó. Đây, bố mình cũng về xem. Kìa khúc gỗ to chưa. Gỗ rất là to. Cái gì cũng có thể trôi được hết. Giờ đợi nước cạn đi xong rồi mọi người mới đi xúc cá này. Lúc đầu vào vào cái cầu này run. Nhưng mà bây giờ hết run rồi anh em. Cái cầu này người ta làm chắc chắn lắm. Rồi đi ra cái chỗ cái cột điện kia để quay cho anh em xem thôi. Đây, chỉ sợ những cái ngôi nhà nó gần suối như thế này thôi. Lỡ mà nó lũ to một cái là nó trôi cả nhà đi, rất là sợ. Đây, những cái khe bé tí như này mà nước cũng rất là nhiều luôn. Đó, khe bé tí thôi. Thường thường nhiều khi nó không có nước. Nhưng mà bây giờ mưa một cái là nước đầy luôn. Cả đường cũng thế, đây, rãnh đường mà nó nhiều nước như thế cơ. À đây, nhìn từ bên này ra cầu này. Đó, anh em có thể thấy đây. Còn một ít nữa thôi. Hình như là nó cạn đi rồi đấy. Đúng rồi, nó cạn dần đi rồi. Cái vạch ở dưới cầu bên kia kìa. Nó thấy vạch rồi. Chắc là nó cạn đi rồi đấy. Hy vọng là nó không dừng nữa. Bao nhiêu cây cuối, bao nhiêu củi nó trôi rất nhiều luôn. Chỗ đàn mình nó không dốc mấy, nó vẫn bằng thôi, suối nó vẫn bằng nhưng mà đồi thì rất nhiều. Khe này cũng gọi là khe to nhất, à suối to nhất ở trên mình rồi, là cái suối to nhất ở khu vực mình. Khu Ba Trà,
Ở trên kia có một suối nữa, là suối Nậm Bài, còn là suối Nậm Hằng nữa. Nhiều suối nó tập trung vào, lũ nó rất là cũng tập trung vào, nó cũng rất là nhiều suối thì lũ nó to.